Mitsuha thức dậy như một ngày bình thường, cô đi xuống bàn ăn cùng bà và em gái mình. Đứa em gái và bà của cô hỏi sao hôm nay lại bình thường như thế. Điều này khiến cho Mitsuha rất ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Lúc này loa thông báo về cuộc bầu cử thị trưởng tiếp theo của thị trấn Otomoji. Bà của cô lập tức rút điện không muốn nghe về thông tin đó. Mitsuha thì bật TV lên. Trên đó đang chiếu thông tin về một ngôi sao chổi sắp bay ngang trái đất, với chu kỳ 1.200 năm mới xuất hiện một lần, nên rất được mong chờ. Mitsuha trên đường đi học thì hai người bạn của cô đạp xe đi đến, đó là Sadaka và Tesi. Sau khi chào hỏi thì ba người đi đến trường cùng nhau. Hai người bạn nói hôm nay Mitsuha trông có vẻ bình thường nhỉ, lại càng khiến cho cô thắc mắc không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ba người đang đi, thì gặp cha của Mitsuha đang phát biểu để tìm người ủng hộ cho cuộc bầu cử thị trưởng. Cô đi ngang qua thì bị những người bạn khác mỉa mai. Nói rằng không chỉ thị trưởng và ông thầu mà con của họ cũng thân thiết với nhau nhỉ, cô chỉ có thể cúi mặt, mà đi qua vì xấu hổ cũng như không thích việc tham gia chính trị của cha mình. Đến trường mở vở của mình ra, thì thấy thằng bỏ mẹ nào viết vào vở hỏi bà là ai, đang ngắm nghía nhìn xem là chữ của ai thì cô giáo gọi. Cô đứng lên chưa kịp nói gì thì đã bị cô giáo trêu chọc, hôm nay em nhớ được tên của mình rồi nhỉ. Sau đó được hai người bạn thân kể lại cô của quá khứ, trông cực kỳ bất ổn giống như bị mất trí nhớ vậy. Điều này khiến Mitsuha nhớ ra gần đây mình có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Tesi với đam mê khoa học viễn tưởng nói rằng đó là ký ức của tiền kiếp, hoặc đó là ký ức của Mitsuha ở thế giới song song chuyển qua cho cô. Nghe thế Mitsuha hỏi có phải Tesi đã viết bậy vào vở mình không? Nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hai người bạn nên cô đoán chắc là không phải, rồi cô nói mình muốn tốt nghiệp thật nhanh rời khỏi vùng quê này để đến thành phố. Hai cô gái liên tục nói về những bất tiện của thị trấn, điều này khiến cho Tesi hơi cáu, nhưng cãi nhau với con gái không phải là ý tưởng hay, cậu rủ hai người đi đến quán cà phê nào đó mà cả Mitsuha và Sadaka còn không biết nó tồn tại ở thị trấn này, hóa ra đó là máy bán hàng tự động ở thị trấn. Điều này khiến Mitsuha tức giận bỏ về trước. Buổi tối Mitsuha đang cùng bà nội và em gái bện dây, được bà của cô nói gia đình đã hơn 1.000 năm làm nghề này rồi. Ngược trở về 200 năm trước, sau vụ đại hỏa hoạn Majugoro, các văn tịch sách cổ đã theo vụ hỏa hoạn đó bị chôn vùi, nên hiện tại mọi người đã không còn hiểu được ý nghĩa của những nghi lễ nữa. Mọi thứ còn lưu truyền chỉ còn là hình thức, dù là như thế bà vẫn muốn nó không bị mai một, đó là bổn phận của nhà Mizamizu. Đó chính là lý do bà không vừa lòng với cha của Mitsuha, không chỉ từ bỏ trách nhiệm của mình, ông còn tham gia vào hoạt động chính trị. Lúc ông đang nhậu nhẹt thì Mitsuha và em gái cô đang thực hiện một nghi lễ, có rất đông người đến coi và trong đấy có cả những người bạn của Mitsuha. Sau vũ điệu để cầu xin thần linh, Mitsuha bắt đầu làm một loại rượu có tên là Kuchikami Sake, cô đưa cơm vào miệng rồi nhai sau đó nhổ nó ra một chiếc hộp, rồi để nó tự lên men. Do bị những người bạn cùng lớp nhìn thấy nên tâm trạng của Mitsuha không tốt. Kết thúc buổi lễ cô cùng em gái Jotsuha của mình đi về, cô chạy lên phía trước cổng của ngôi đền rồi hét lớn, nếu có kiếp sau hãy cho mình làm một anh chàng đẹp trai ở Tokyo, cầu được ước thấy. Sáng hôm sau ngủ dậy cô đã nhập hồn vào một anh chàng ở Tokyo, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là kiểm tra thử cây gậy mới của mình, cô nhập vào thân thể của một cậu học sinh tên là Taki. Sau khi cha của Taki đi làm việc, Mitsuha cũng thay đồ để chuẩn bị đến trường. Do bỡ ngỡ trước khung cảnh của Tokyo, Mitsuha đi từ nhà tới trường nhưng đến nơi đã là giờ ăn trưa. Được một cậu bạn thân của Taki kéo đi ăn và hỏi chuyện, do quên mang theo cơm hộp nên được hai cậu bạn này chia sẻ cho một ít đồ ăn, rồi hai người hẹn cậu chiều tan học sẽ đi uống cà phê. Mitsuha nghe thấy lập tức đồng ý, đang ngồi uống thì điện thoại có tin nhắn gọi Taki đi làm. Mitsuha thì làm sao biết được thanh niên này làm ở chỗ nào, đành phải hỏi hai người bạn là chỗ mình làm thêm ở đâu, hóa ra cậu làm phục vụ ở một quán ăn. Mitsuha trong cơ thể Taki mới đi làm ngày đầu tiên nên cô còn rất bỡ ngỡ, liên tục đưa sai món và không nhớ những nguyên liệu còn trong kho. Gần hết giờ thì có một tên khách kiếm chuyện, chị gái Okudeza đứng ra giải quyết vấn đề giúp Mitsuha, nhưng tên kia trong lúc cô không để ý đã dùng dao dọc giấy rách chiếc váy của cô. Trong lúc đang dọn dẹp thì một người đồng nghiệp mới phát hiện ra chuyện này, Mitsuha lập tức kéo cô vào phòng thay đồ rồi nói cô cởi quần ra, hồn là gái nhưng mà xác là dai nên cô bị chị gái nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Sau khi cô quay mặt đi, chị gái cũng cởi váy ra và lấy một chiếc khăn quấn tạm, với thông thạo mười may vá, cô may lại vết rách bằng hình cỏ cây hoa lá cành lên đó. Rồi trả lại cho chị gái kia, chị gái nói rằng hôm nay cậu rất lạ, vì bình thường cậu rất nóng tính thích gây gổ, nhưng hôm nay vừa nhẹ nhàng lại còn biết may vá như con gái vậy. Trở về nhà của Taki, Mitsuha nghĩ rằng mình đã hoàn thành ước mơ của bản thân rồi, nhớ lại câu hỏi trong cuốn vở cô là ai, Mitsuha lấy bút viết lên tay Taki tên mình, không quên ghi lại nhật ký những gì đã diễn ra trong ngày cho cậu. Hôm sau tỉnh dậy Taki trở lại bình thường trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, tên bạn thân còn đỏ mặt khen hôm qua cậu dễ thương như con gái. Trong tình hình này thì gay lắm rồi. Đến chỗ làm việc thì Taki bị mấy ông anh đồng nghiệp tra hỏi, hôm qua cậu đã làm gì Okudeza mà hai người lại ra về cùng với nhau. Trong lúc chưa biết giải thích thế nào thì chị gái xinh đẹp kia đi qua chào mọi người, nhưng đến cửa lại quay lại chào riêng Taki khiến cậu mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Quay lại với Mitsuha, cô cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ thì thấy trên tay mình đầy chữ viết,
hỏi cô là cái gì vậy? Em gái cô đi vào hỏi hôm nay chị không sờ ngực mình nữa à, rồi kêu cô xuống ăn cơm. Đến trường thì thấy cả lớp nhìn mình như sinh vật lạ, cô hỏi bạn thân Sadaka ngồi bên cạnh lý do tại sao mọi người lại nhìn mình như thế, rồi được Sadaka kể lại chuyện hôm qua cô làm. Khi nghe mọi người bàn tán việc cha cô, người chuẩn bị lên nắm chức thị trưởng ở đây sẽ ăn chia tiền trợ cấp của người dân, cô đã đạp đổ bàn vẽ bên cạnh để thể hiện thái độ. Sau buổi học thì Mitsuha chạy về nhà lật lại cuốn vở của mình. Mitsuha cùng Taki nhận ra rằng, hai người đã bị hoán đổi thân xác cho nhau trong khoảng thời gian đó. Một tuần xảy ra khoảng 2 đến 3 lần, nguyên nhân không rõ thường xảy ra khi cả hai ngủ. Khi tỉnh dậy thì ký ức trong giấc mơ trở nên mơ hồ, nhận ra không thể ngăn cản điều này và giữ cho cuộc sống của cả hai được diễn ra bình thường. Cả hai đặt ra những luật lệ và yêu cầu người kia phải tuân thủ, cuối ngày thì nhớ ghi lại nhật ký cho người kia. Nhưng cái gì càng cấm thì người còn lại càng làm nên thôi vậy. Cô thì giúp cậu làm quen với cờ rút của mình là chị gái Okudeza, còn Taki trong cơ thể của Mitsuha không biết đã làm gì, khiến cho cả nam lẫn nữ đều viết thư tỏ tình với Mitsuha. Lần này khi Taki hoán đổi cơ thể với Mitsuha như thường lệ, nhưng là ngày mà cả gia đình cô cùng đến đền thờ thần của gia tộc, do đền thờ ở rất xa nên Taki chạy đến cõng bà để đi tới đền. Nhưng do là cơ thể của Mitsuha nên thể lực của cậu không ổn lắm, bà nội khi được cõng thì có sức để kể chuyện, bà hỏi cả hai có biết về Musubi hay không. Rồi bà bắt đầu giải thích về ý nghĩa của nó, đó là tiếng cổ gọi thần thổ địa, kết sợi chỉ với nhau, liên kết giữa người với người, dòng chảy của thời gian đều gọi là Musubi, đó là sức mạnh của thần linh, những sợi chỉ mà mọi người kết lại cũng là tác phẩm của thần linh, các sợi chỉ kết lại với nhau thể hiện cho sự liên kết của con người, cũng như dòng chảy của thời gian. Trong lúc đang ngồi nghỉ dưới gốc cây Taki vừa uống trà bà đưa cho thì được bỏ đây, cũng là Musubi, nước gạo hay rượu, khi đi vào cơ thể thì chúng liên kết với linh hồn của con người, lần này mọi người đi thờ cúng điện thần. Cũng là một tập tục quan trọng liên kết giữa con người với thần, cũng được gọi là Musubi. Khi đến nơi, Taki nhìn thấy miếu thờ của gia tộc Mizamizu. Nó được nằm giữa một cái hố cực lớn, đứng trước một dòng suối. Bà nói rằng phía đối diện là bên kia thế giới, nếu muốn trở lại thì phải đổi bằng một thứ quan trọng nhất của cuộc đời. Đang ngạc nhiên thì bà lại nói tiếp, đó chính là bình rượu Kuchi Kumisake. Bình rượu này tượng trưng cho một nửa cơ thể của Mitsuha. Lúc trở về, Jotsuha đang cảm thán nói rằng sắp được nhìn thấy sao trời rồi nhỉ. Lúc này bà nội bỗng nhiên quay sang hỏi, Mitsuha cháu đang nằm mơ sao? Taki nghe xong lập tức bật dậy, không biết tại sao nước mắt cậu lại rơi không ngừng. Lúc này điện thoại của cậu có tin nhắn của chị gái Okudeza, cậu giật mình kiểm tra lại nhật ký, thì thấy có một buổi hẹn hò đã được Mitsuha chốt kèo. Cậu lập tức thay đồ rồi chạy đến, Mitsuha lúc này tỉnh dậy đang tiếc nuối vì mình không phải người đi hẹn hò cùng chị gái kia. Lúc đang soi gương để thay đồ, Mitsuha cũng bỗng nhiên khóc mà không rõ lý do. Taki do lần đầu đi hẹn hò nên không biết phải nói chuyện thế nào, cuối cùng cả hai đến một viện bảo tàng, cậu đứng sững lại trước những bức tranh trông có vẻ quen thuộc, trong lúc đang trầm tư, thì chị gái Okudeza đến gần và nói trông cậu hôm nay, như một người khác vậy. Lúc trời gần tối cậu rủ cô đi ăn tối nhưng Okudeza từ chối, hỏi cậu trước đây, từng khá thích mình nhưng hình như bây giờ cậu đã thích ai khác phải không, rồi sau đó cô quay người rời đi trước. Taki lúc này lại đọc nhật ký, thấy Mitsuha ghi chú rằng tối hôm nay lúc hai người đang hẹn hò. Thì có thể thấy sao chổi nhì, cậu không hiểu ý nghĩa của lời ghi chú này, định gọi điện cho Mitsuha, lúc này điện thoại của cô vang lên, nhưng là số của Tesi, cậu ta hẹn Mitsuha đi xem sao chổi cùng mình. Cô xuất hiện thì hai người Tesi cùng Sadaka rất bất ngờ, bởi vì cô đã cắt đi mái tóc dài của mình. Sau đó ba người đi đến một khu đồi trống rộng rãi nhìn sao chổi cắt ngang bầu trời, lúc này một ánh sáng tách ra khỏi ngôi sao, hình ảnh này in sâu vào mắt Mitsuha. Trở về với Taki, cậu gọi điện cho Mitsuha, thì có tiếng thông báo số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Cậu nghĩ lần sau hoán đổi sẽ nói với cô về thất bại của buổi hẹn hò, nhưng từ sau ngày đó hai người không còn hoán đổi thân xác cho nhau nữa. Cậu vẽ lại những khung cảnh thị trấn của Mitsuha theo trí nhớ, rồi xách ba lô lên đường. Cậu nhờ anh bạn đeo kính tờ Tsukasa này giấu người nhà, và đến làm thêm hộ mình. Nhưng cậu ta khai hết và cùng chị gái Okudeza đến gặp cậu ở ga tàu. Cả hai sợ cậu bị lừa tình qua mạng nên muốn đi cùng. Taki lên đường nhưng tên thị trấn của Mitsuha cậu còn không biết, điện thoại thì không liên lạc được, hai người đi cùng thì quẩy tệ. Còn Taki thì đi hỏi khắp nơi nhưng cũng không có kết quả. Trong lúc cậu đang định bỏ cuộc, thì bác gái trong quán ăn nhận ra bức tranh của cậu vẽ là thị trấn Itomoji, nghe đến cái tên này, Okudeza, và tờ Tsukasa lập tức nhớ đến nơi bị ngôi sao chổi Tiamat phá hủy. Nhưng nó đã là chuyện từ 3 năm trước đây rồi, cả hai nghĩ Taki đã nhầm với thị trấn khác, nhưng những dãy núi và ngôi trường cậu đã đi học trong những lần hoán đổi thân xác với Mitsuha thì vẫn còn nguyên nên không thể nhầm được. Cậu lấy điện thoại ra định cho mọi người xem nhật ký của Mitsuha viết lại trong đó, nhưng tất cả đều biến mất. Trở về tìm lại thông tin những người đã thiệt mạng trong vụ sao chổi rơi, Mitsuha, Tesi, Sadaka, cả ba người đều đã thiệt mạng trong lần đó. Lúc này ký ức của Taki cũng dần dần mơ hồ, cậu sắp không nhận ra mình đang làm gì ở đây nữa. Trong lúc đang tự hỏi có phải tất cả chỉ do mình nằm mơ hay không,
Taki còn không nhớ được tên của Mitsuha nữa. Lúc này Okudeza nói với anh bạn đeo kính rằng mình từng thích Taki, nhưng thời gian đó là lúc mà Mitsuha đang điều khiển cơ thể cậu. Lúc này Okudeza đi vào kêu Taki đi tắm thì dở sách ra, nhìn thấy dây bệnh ở đây trong sách, cô hỏi Taki cũng có một cái nhỉ, cậu nhìn vào tay rồi nói mình có nó từ rất lâu rồi, nhưng không nhớ là có từ khi nào và từ đâu mà có, rồi cậu nhớ lại lời mà bà của Mitsuha đã nói, sợ chỉ là hiện thân cho dòng thời gian, rồi cậu nhớ ra gì đó. Trong lúc đang tìm kiếm thì cậu ngủ thiếp đi, một giọng nói vang lên trong đầu của Taki, cậu còn nhớ tôi không, cậu để lại một lá thư kêu Okudeza cùng người bạn hãy về trước. Cậu nhờ ông Bắc ở tiệm bán đồ ăn chở mình đến gần thị trấn Itomoji, vì xe không thể tiến vào quá sâu trong rừng, ông Bắc tặng cậu một hộp đồ ăn rồi trở về. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa, theo ký ức cậu tìm đến ngôi đền của gia tộc Mizamizu, cậu tiến vào trong, lấy bình rượu mà mình đã thay Mitsuha đặt ở đây, theo lời bà của cô nói, trong này là một nửa cơ thể của Mitsuha, trước khi uống chén rượu, cậu ước rằng mình có thể hoán đổi cơ thể với Mitsuha một lần nữa, nhưng sau khi uống xong không có gì xảy ra, cậu thất vọng định đứng dậy rời đi thì trượt chân ngã. Lúc này ánh đèn flash soi sáng trong hang, hình ảnh ngôi sao chổi bị tách ra đã được vẽ lại trên đó từ bao giờ, Taki bắt đầu nhìn thấy quá khứ của Mitsuha, những sự kiện quan trọng trong đời cô cứ thế lướt qua, ngày cô ra đời, ngày mẹ của cô mất vì bệnh, cha cô tự trách bản thân không thể cứu được bà, ngày cô hoán đổi thân xác với cậu, ngày mà cô lên Tokyo, rồi trở về nhờ bà mình cắt mái tóc dài và chuẩn bị đi xem sao chổi rơi xuống, Taki thấy cảnh đó thì gào thét kêu cô chạy đi trong vô vọng. Khoảnh khắc cuối cùng khi sao chổi rơi xuống, cậu tỉnh lại trong thân xác Mitsuha, đang cảm động suýt khóc thì thấy cậu vừa sờ ngực vừa khóc trước mặt em gái. Lúc cậu xuống nhà thì bà cô hỏi, cháu không phải Mitsuha đúng không? Bà nói rằng lúc còn trẻ mình cũng từng có những giấc mơ kỳ lạ, bà đã trở thành một con người khác, nhưng những ký ức đó đã hoàn toàn bị xóa nhòa. Bà nói rằng gia tộc mình đều từng bị như thế, kêu cậu hãy trân trọng những giấc mơ đó vì khi tỉnh dậy nó sẽ biến mất. Sau khi thông báo cho bà tin tối nay sao chổi sẽ rơi vào thị trấn, cậu lập tức chạy đến trường kéo hai người bạn của mình để tìm cách cứu mọi người, cậu nhờ Sadaka đi mua một số đồ để chế thuốc nổ, vì cha của Tesi đã từng dạy cậu cách làm, cả hai lên kế hoạch sau khi cho nổ xong, thì sẽ dùng đài phát thanh thông báo cho mọi người di tản, địa điểm an toàn sẽ là khu trường học vì trong tương lai nó vẫn còn tồn tại. Lúc này Taki đến để nói chuyện với cha của Mitsuha, về việc thiên thạch sẽ rơi xuống thị trấn, nhưng ông không tin nói rằng sẽ chuẩn bị cho cô một xe cấp cứu để kiểm tra xem đầu cô có bị làm sao không, cậu tức giận túm lấy cổ áo ông. Lúc này ông cũng nhận ra đứa trẻ trước mặt mình không phải Mitsuha, cậu trở về, kêu những đứa trẻ mình gặp hãy chạy khỏi thị trấn trong sự hoảng loạn. Em gái của Mitsuha đến hỏi cậu có làm sao không, vì từ lúc ở Tokyo trở về thì thấy chị mình rất lạ, khi hai người bạn đến hỏi cậu có thuyết phục được không thì cậu nhìn về phía ngôi đền, rồi lấy xe đạp của Tesi đi về phía đó. Lúc này Mitsuha cũng tỉnh dậy trong cơ thể Taki, đi ra ngoài nhìn thấy thị trấn đã biến mất, cô nhớ lại ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu mình khi sao chổi rơi xuống. Đến với khung cảnh lúc Mitsuha đi đến Tokyo để tìm Taki, sau cả ngày trời tìm kiếm, cô gặp được Taki ở trong một chuyến tàu điện, nhưng khi hỏi cậu có nhận ra mình không, Taki lại hỏi rằng cô là ai khiến cho Mitsuha rất buồn, nhưng lúc đến một ga tàu khi cô định rời đi, Taki gọi theo hỏi tên của cậu là gì, Mitsuha tháo sợi dây buộc tóc của mình ném cho Taki, rồi nói cho cậu tên mình là Mitsuha. Lúc này Taki trong cơ thể của Mitsuha đã chạy đến gần ngôi đền, cậu hét to tên Mitsuha, hai người xuyên qua cả thời gian nghe thấy tiếng gọi tên nhau. Nhưng cả hai lại không thể nhìn thấy nhau, lúc đang thất vọng nhìn ánh mặt trời khuất dần, khi ánh nắng tắt hẳn hai người đã trở lại cơ thể của bản thân, và bằng một cách nào đó họ đã gặp được nhau. Mitsuha hỏi cậu chuyện này là thế nào, bởi vì cô nhớ rằng mình đã chết khi sao chổi rơi xuống thị trấn, Taki nói chắc do mình đã uống Kumikachi sake của Mitsuha làm khiến cô đỏ mặt. Cô liền kêu cậu là đồ biến thái, Taki xin lỗi rồi nói Mitsuha rằng lúc chưa quen nhau thì đừng đến tìm mình chứ, sau đó tháo sợi dây cậu đã treo trên tay 3 năm nay trao lại cho cô. Mitsuha vui vẻ lấy nó rồi buộc lên tóc mình. Thời khắc sao chổi rơi xuống thị trấn đã đến gần. Hai người biết lần gặp nhau này sắp kết thúc. Taki lấy một cây bút ra muốn ghi lại trên tay người kia để ghi nhớ tên của nhau. Nhưng đến lượt Mitsuha thì cô vừa chỉ ghi được một nét đã biến mất. Mitsuha lúc này cũng chạy về thị trấn để tìm cách cứu mọi người. Trong đầu liên tục đọc tên Taki, ký ức của Taki về Mitsuha cũng theo nét bút mà tan biến. Cậu chỉ còn nhớ được mình đến đây để cứu ai đó, một người rất quan trọng với bản thân mình. Lúc này Mitsuha cũng gặp được Tesi. Cả hai quyết định cho nổ trạm phát điện của thị trấn, sau đó Sadaka sẽ đọc thông báo để di tản mọi người. Lúc trạm phát điện nổ, Sadaka bắt đầu đọc thông báo để di tản mọi người, nhưng lại không có ai quan tâm. Lúc này Tesi nhìn thấy Mitsuha khóc cậu hỏi có chuyện gì, Mitsuha nói rằng mình đã quên mất tên của người đó. Tesi nói cô lúc này việc quan trọng là phải thuyết phục được cha của cậu, Mitsuha đồng ý lập tức chạy đi. Trên đường đi thì thấy Sadaka đã bị bảo vệ bắt được, thị trưởng thông báo mọi người hãy bình tĩnh chờ những thông báo tiếp theo. Lúc này Mitsuha đang chạy đến phòng thị trưởng,
cô nhìn bàn tay mình ra chỉ thấy lời mà chàng trai cô không nhớ tên để lại đó là anh yêu em. Với khuôn mặt quyết tâm cô đến trước mặt của cha mình, Mitsuha đã thành công thuyết phục được ông phát thông báo đưa mọi người di tản. Lúc này sao chổi Tiamat đã tách ra, cảnh tượng hùng vĩ khiến cả thế giới kinh ngạc, nhưng một số viên thiên thạch đã lao xuống phá hủy gần như hoàn toàn thị trấn Itomoji. Việc người dân kịp thời di tản trước khi thiên thạch rơi xuống thị trấn giống như một kỳ tích lúc đó. 8 năm trôi qua kể từ ngày thiên thạch rơi xuống phá hủy thị trấn, ký ức của cậu về chuyến đi 5 năm trước, đến thị trấn Itomoji đã hoàn toàn bị xóa nhòa bởi thời gian, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó khiến mình không buông xuống được. Tình cờ trong một quán cà phê, cậu gặp lại Tesi cùng với Sadaka giờ đã chuẩn bị kết hôn, Taki có cảm giác mình vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì đó, và Mitsuha cũng vậy. Tình cờ trong một chuyến tàu, hai người đã nhìn thấy nhau, khi xuống khỏi tàu hai người lập tức chạy đi tìm người kia, nhưng khi gặp lại thì hai người lại cúi đầu đi ngang qua nhau. Đi hết đoạn cầu thang, Taki đứng lại, cậu lấy hết dũng khí quay lại để gọi Mitsuha, hỏi cô rằng chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa. Mitsuha quay lại, nước mắt rơi trên khuôn mặt cô, nói rằng tôi cũng thế. Rồi cả hai cùng hỏi cậu tên là gì.